Bà nhà bà ơi. Đây, nhà bà có điện thờ ở trên núi Ba Vì này. Điện Quan Văn ở Quan Võ đang đứng hai bên đây. Thế là gọi là đền gì bà nói lại cho ngay đi nhỉ? Nam Thiên Thánh Tổ, Đức Thánh Tản Viên Sơn. Vâng, Đức Thánh Tản Viên Sơn. Vâng, ở trên núi Ba Vì. Vâng. Gọi cây trên núi Ba Vì. Cái đường này dài quá. Chứ đồ đường này có bằng xây mấy cái nhà. Đỉnh trên núi Ba Vì luôn đấy. Để bàn giao cho một vị khách hàng. Lần này lần thứ hai tôi đã quay trở lại nhà anh Hồng đây. Cuộc hành trình leo núi Ba Vì của cơ sở đồ gỗ Tùng Tám chúng tôi đây. Vâng, thì bây giờ là đã tầm 9:30 ngày 28 tháng 8 năm 2019 này. Đây. Xe tôi đang bỏ dốc quá các bạn. Không vào nổi rồi. Chưa chắc đã vào được rồi. Thấy không? Cây cổ thụ cao vút tầm mát này. Núi được lên không? Hấy, hấy. Ái dạ, ái dạ, ái dạ, ái dạ, dâu, 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 dâu. Dâu chưa, dâu chưa. Dâu chưa. Vào được chưa, vào được chưa, vào được chưa. Vào được chưa? Vào được chưa? Đấy, đỉnh núi Ba Vì đấy, đỉnh núi Ba Vì đấy. Vào được chưa? 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 Lên. Ông Tài này tay nghề siêu đấy. Ba nhà bà ơi. Vâng. Đây, nhà bà có điện thờ ở trên núi Ba Vì này. Điện thờ hai vị Quan Văn ở Quan Võ đang đứng hai bên đây. Này, nhà bà có điện thờ này từ lâu chưa ạ? Lâu rồi, năm nay hơn 50 năm. Hơn 50 năm nhỉ? Vâng. Thế là có cái di tích là thờ Thánh Mẫu ạ. Thánh Mẫu Nam Thiên Thánh Tổ. Vâng, wow, Thánh Mẫu Nam Tiên Thánh Tổ, vâng. Vâng. Thế là bà tên là gì, bà gì nhỉ? Bà Thìn ạ. Bà Thìn. Thìn. Vâng. Đấy, thì hôm nay chúng tôi đang lắp đặt đồ thờ cho nhà bà Thìn. Bà có đền thờ Thánh Mẫu ở Nam Thiên Thánh Tổ à bà? Vâng. Trên núi Ba Vì đây. Đức Thánh Tản Viên Sơn đó. À, thờ Đức Thánh Tản. Viên Sơn. Viên Sơn ạ. Vâng. Biên Sơn ạ. Vâng. Vâng. À, thế thì cái đền thờ đã có hơn 50 năm rồi ạ? Hơn 50 năm là tôi lập, còn cái đền thờ này có từ tiền cổ. Tiền cổ. Trên đằng trên kia đây là tôi lập riêng, trước tôi là thủ nhang đền hạ. Vâng. Thế là tôi về, vâng. tôi già, tôi về thì tôi lập lên đền thờ này. Vâng. Tức là nó có từ cổ rồi. Từ cổ. Cổ rồi, còn bà đứng nhá để bà lập thờ là hơn 50 năm. Vâng, tức là nó có từ tiền cổ. Còn tiền cổ là tận trên, ngay ở đỉnh trên công của công là tiền cổ. Hiện nay có di tích lịch sử của nhà nước làm. Vâng. Nhà mất đất còn thì là tôi đứng lên tôi xây dựng cái đền ấy. Vâng. Bây giờ nhà nước nhìn đến thì nhà nước bỏ cái việc ý của chúng tôi là nhà nước làm lại cái đền khác. Thì tôi về đội làm đây tôi sợ là. Vâng. Thế là gọi là đền gì bà nói lại cho ngay đi nhỉ? Nam Thiên Thánh Tổ, Đức Thánh Tản Viên Sơn. Vâng, Đức Thánh Tản Viên Sơn. Ừ. Vâng. Ở trên núi Ba Vì. Trên núi Ba Vì. Vâng. Đấy thì đây là bà Thìn, bà đang có vấn đề gọi là thờ Đức Tản Viên Sơn đây. Vâng. Chúng tôi đang bàn giao đồ thờ cho trong nhà của bà. Còn đây là đền của thền kia. Đây là đền của bà, đây trong nhà của. Vâng.
con trai anh. Đây lần thứ hai đã quay trở lại nhà anh Hồng ở trên núi Ba Vì đây, và hôm nay là lắp đặt cho anh cái bàn thờ. Cái bàn thờ bữa trước là tôi đã lắp cái sập rồi.